Ok và hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Si Chum Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ lại chiến tiếp cái con game AGK Survival Evolved rồi nha các bạn. Thì tập này mình định đi qua bên núi lửa để mà đi chẩm trứng rồng lửa về ấp thử coi xem cái con rồng đó thì nó như thế nào nha. Nếu mà bạn nào yêu thích cái series này thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Tập này thì là chắc mình quay một mình thôi. Còn để mai đi, ngày mai mình rủ thêm chị Migu vô mà đi đi bắt trứng gì ta, đi đi trộm trứng rồng hoặc là đi qua bên biển á để mà xây nhà hoặc là đi đi bắt rùa bên đó cũng được. Thì để ngày mai nghe. Còn tập này thì giờ này mình quay cũng trễ rồi cho nên là chỉ có một mình thôi. Chị Migu thì chị ấy đi ngủ mất tiêu rồi. Thôi, mình cũng chưa biết là qua bên hang núi lửa thì mình nên chuẩn bị những cái gì ta. Mình nghĩ là mình phải đi bắt một con chim để mà cửa qua đó, tại vì cái khu hang núi lửa trong đó nó rất là nguy hiểm. Để mình trước khi mà qua đó chắc là mình sẽ đi qua bên chỗ tuyết đi. Mình qua bên tuyết mình tem một con agent ta biết gì đó, xong rồi mình bay qua đó mình thám thính coi không biết là cái chỗ cái lửa đấy thì cái hang nó nằm ở đâu vậy ha. Để mình qua bên đó mình kiếm con agent. À, nhưng mà khoan, từ từ từ, mình quên nấu đồ ăn để mà đi bắt con agent rồi. Agent ta biết hình như là mình nhớ là nó ăn cái chip bồ màu hồng là nhiều nhất á, cái super neo, không biết là chế nhiều cục không ta. Để xem bây giờ là hình như là mình có thể chế bằng cái nồi này rồi hay sao á, nó cho nó đỡ tốn nè. Chỉ cần từ từ, cái trứng này thì nó không có phù hợp. Nếu mà làm bằng cái bàn này thì để xem, nó cần khá là nhiều mấy cái dinosaur egg nè, mình thì lại chưa có nhiều trứng đó. Ồ, vẫn thiếu mọi người ơi, cho nên là chắc là giờ mình sẽ dùng tạm sắt để mà mình chế ha, hồi đó mình đi farm sau. Bây giờ mình chế khoảng tầm 10 cục đi. Tại vì tụi nó ăn nhiều lắm. Level cao thì nó ăn nhiều. Đấy, cái này là cái vàng cái con Bloodsucker mà ở tập trước mình bắt đó. Thứ này mà đẻ ra nữa, nhiều lắm. Cái này chắc là không cần đâu. Cái này pick up lại đi. Tại vì ở trong nhà mình đã có một cái bàn rồi cho nên là để một cái bàn đó là được rồi. Cái này để đây đi, đợi nó chế xong rồi mình đi qua bên núi tuyết để mình bắt cái con gì ta, mình bắt con Agentavis trước rồi đã. Ở tạm thời cứ vậy đi. Đồ nghề thì mình đã chuẩn bị cũng khá là đầy đủ rồi đó, giờ chờ cái này thôi. Ôi, cái này chế lâu quá ha, 10 cục. Cái mod này nó giúp mình làm cái bồ tiện lắm, chỉ cần sắt là được rồi, nó không có đòi hỏi trứng gì nhiều hết trơn á. Khi nào mà mình để dành được nhiều mấy cái trứng khủng long đó, rồi mình chế cái bồ kia bằng cái cách kia đi cho nó đỡ tốn sắt hơn. Tuy là mình có mấy nghìn đó nhưng mà xài hồi cũng hết rồi cho nên là để dành, cứ từ từ mà xài thôi. Hồi hết thì lại đi farm tiếp. Vẫn còn mấy nghìn sắt à, để xem. Ở đây còn mấy nghìn sắt, tí nữa mình chế thêm cây súng nữa đi. Qua bên nó lửa quýnh lộn, qua nó thú với nó cũng mạnh lắm á. Từ từ để mình tích được cái mộ đó, chút nữa có gì mình lỡ có chết á thì bấm vô cái mộ nó trả lại đồ cho mình thôi. Để mình thăm lại cái vườn vườn trái cây của mình coi không biết là quả nhiều cho ta. Này nó trồng được đủ loại cây, trồng được nấm nè, nhưng mà sao cái này chỉ có 299 vậy ta, ít vậy. Mấy cái này thì trồng được nhiều nè, mấy này thì có số lượng
hơn 1.000. Cái này hình như có 299 là mắc à, tại vì lần trước mình cũng đã thấy 299 rồi, xong rồi nó ngừng ở đó luôn, nó không có lên nữa. Cái máy này là cái máy tự tự thu thập mấy cái phân của con động vật á, hoặc là có thể ngừa được, xong nó tự ủ thành mấy cái này luôn. Rồi khi mà mình lấy cái phân bón ở đây nè, mình bỏ qua bên cái bàn, cái này thì nó tự bón phân vô trong mấy cái last plot của mình luôn, rất là tiện lợi ha. Đó, chỉ cần bỏ vào đó thôi là được rồi, nó tự bón tự tưới nước cho mình luôn, đỡ. Trời ơi, chế nãy giờ nó rề 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 nè. Cái này có thể chế được cả bia nữa nha. Bia hình như là uống vô chứ mình giảm đam đi của mấy cái turret khi mà bắn vô người mình nhé. Cái bia này thì thường thường người ta dùng, người ta đi PvP á thì hay xài cái đó. Ôi, có chế thêm narcotic đi, nhà mình hết narcotic rồi. Đó, chế mấy ngàn narcotic vô. Mình cầm trên người cũng một rừng rồi. Đợi một xíu nữa đi, chắc 7 cục rồi. Nhưng mà có thời gian là mình ngồi mình ráp cái này sẵn ở nhà đi, đỡ mà tốn thời gian để các bạn chờ lâu. Một cục vậy chắc ráp được cỡ 30 giây. 30 giây cho một cục hay sao á. 2 cục nữa, 2 cục nữa thôi. Ý, cái này có thể làm được cái rare flower luôn nè. Ồ. Hồi nữa mình ráp mấy cái rare flower này nè, xong rồi mình làm 10 cái, xong rồi lên kia mình chế thành cái túi hạt giống á, sau đó mình trồng cho nó lớn lên thì mình sẽ có nhiều cái bông này để mà mình có thể làm cái bồ đúng không? Hình như cái bàn này có nè. Hoặc là chế thuốc á, chế thuốc nó cần rare flower. Đâu rồi ta? Rain Flower là để chế cái kiếp bồ nào nhỉ? Đây nè, có một cái kiếp bồ là Exceptional là nó cần Rain Flower với lại cái Focal Chili là cái này. Cái này thì mấy nguyên liệu này thì mình có, ok, có thể làm được cái này. Còn cái kiếp bồ này xịn hơn là cái Echao à. Echao này thì nó cần mật ong. Rồi Laser chest là cái này. Ok, cái này thì mình chế được. Có cái mật ong là mình chưa đi lấy thôi. Hồi nó đi đi lên mấy cái chỗ cao cao á, mình lấy cái mấy cái tổ ong về mình để ở nhà mình luôn. Rồi, ok. Xong rồi nè. Bây giờ mình qua bên núi băng mình bắt con Agentavit đi. Và kiếm con Agentavit luôn. Media full full not. Kiếm một con chim rồi sau đó mới đi qua bên núi lửa cho nó an toàn mọi người à. Nếu mà cưỡi con Bloodstalker cũng được á, nhưng mà mình thấy cái con nó bay còn chưa được mượt lắm. Cho nên là mình chưa có dám lấy con đó mình qua đó. Con đó máu thấp nữa mà. Đi đi con Agen cho nó an toàn, dễ điều khiển hơn. Đó. Ôi, mình đang đứng đâu đây? Ôi, cái này là cái hồ đúng không? Hồ băng thì phải. Ây da, ghê vậy. Ủa, à, con này con ngựa. Ồ, hồ băng này có cái cục gì nè mọi người ơi? Cái này hình như là cái để làm nhiệm vụ đúng không? Có otter kìa. Ê, có cừu nè. Mình giết một con cừu mình lấy thịt luôn. Ôi, con này thịt chắc nhiều quá. Trời ơi, 2.000 thịt luôn. Oh man. Trời ơi, ấm rồi. Có thịt cừu về về nhà để mà. Nhưng mà giữ rồi, bây giờ Agentavit đâu ta? Agentavit. Đùa, giờ phải chạy đi kiếm nữa.
Thôi đi hướng quay quay lại chỗ nãy đi. Mình đi định đi farm polymer á, mình tưởng qua bên cái chỗ này là nó có mấy con cái gì ta? Cái con chim cánh cụt á, chiếc nó là có polymer tự nhiên đỡ phải chế. Agentavit ơi, em ở đâu vậy? Qua đây hơi lắc hèn. Qua đây có con Yuti kìa đúng không? Cái con khủng long bạo chúa có long. Khu này có vẻ kiếm Agentavit khó quá ha. Mình mà không có cái ống dòm trợ giúp chắc là còn phi mới tìm được Agentavit luôn. Có con nào level cao cao một xíu thì ngon. Đó. Level cao thì máu trâu bay cho đỡ chết. Ê, chưa thấy con agen nào luôn trời. À đây 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 thấy rồi. Con này level 100. Con này 40. Bây giờ bắt con level 100 nha. Level 100 nên coi bộ khỏe hơn nè. Con này máu bao nhiêu đây? Con này máu 1k8, ok. Để mình tấn công nó. Mày. Ấy, hụt. Đợi nó bay thấp xuống đất tí đã. Đâu đâu rồi? À đây. Xuống coi. Ôi, mình chuẩn bị vô cái khu mà có bão tuyết rồi kìa. Và nghe tiếng gì núi nó chuẩn bị nó bị sập, nó bị sạt lở. Tuyết nè, đâu rồi? Hướng nào vậy? Con này bay cao quá ta. Đậu xuống coi. Bay cao vãi tèo luôn, sao mà người ta có thể tem được? Đáp xuống đi. Đúng rồi, bay xuống thấp thấp thôi. Con này thì level 40, máu nó có 800 mà yếu rồi. Hay là lần lượt đi kiếm con khác nữa ta. Ngồi chờ con này lâu quá. Để mình bay qua đây mình coi thử coi. Con quỷ kia nó vẫn chưa đáp mọi người ạ. Nó không đáp thì mình đi kiếm con khác vậy. Ước gì bây giờ kiếm được con level 200 nhỉ. 200 nhiều khỏe bởi nồi luôn. Ôi hết hồn, con mammut mà cứ tưởng con chim 270 à, giờ có mình. Ê 2 206 luôn nè. Đu. Thôi thôi, trúng bánh rồi mọi người ơi. Bắt liền, 200 mấy luôn. Mày. Ôi con này 9k double luôn. Quái nồi. Oh shit. Mình sợ bắn nó chết trước khi mà tem được nó thôi nè. Sắp xỉu rồi mọi người ơi. Ok.
bây giờ nó đi xa là nó đi là nó kéo mình đi luôn, mình nó không chạy được nha. Nó bay được kìa. What? No. Mày. Chín. Ôi hộp kia. Phải chưởng. Mày. Chín đi. Trời ơi, nó sắp xỉu rồi. Ây da. Hồi nãy mình đã cẩn thận mình bắn thuốc cho người nó rồi mà. Bậy bạ hết sức à. Giờ nó bay tới trên trời, sao mà tem được nó đi ta. Ê, má chơi ngu rồi. Dở thiệt chứ. Nó bay mất tiêu luôn. Đẹp, mất mất con chim ngon rồi. Dở thế. Đầu xanh. Bay bốc kỹ luôn rồi mọi người ơi. Thôi. Bắt đỡ con 108 đi. Bắt con 108 cũng được. Trời. Con này thôi chắc chắc là mình bắn nó bắn nó luôn đi chứ. Bây giờ không đứng tăng nó luôn chứ sợ nó chạy là mất. Bây giờ bắn là bắn luôn nha mọi người. Chúng thôi là nó đi mất á. Đấy, bây giờ là bắn luôn nè. Một hit nữa lỡ xỉu. Xỉu. Đấy. Nại sư. Ok. Mấy con này mà cái thanh turbo nó gần đây là nó bay liền à. Hay là bắn chuẩn cho em thôi là con này cũng chạy mất tiêu rồi. Nó cần 5 cục thôi, 5 cục 5 cục keyboard là bắt được con này. Ok, man. Tao chu đáo được. Tao tiếp dẫn cho mày thịt thịt cừu nè, rồi thịt thường nè đó. Ăn đi. Ăn no đi xong rồi tao làm thuốc cửa cho tao, để tao qua bên núi lửa, để tao qua đó tao thăm tao bọn nó mới được. Con này thanh phút nó tụt chậm quá ha. Ồ, nhìn thanh phút của nó tụt từ từ kìa. Ôi trời ơi. Không biết là bao giờ tem mày con này luôn. Không biết tem con này nửa tiếng không ta. Ráng chờ nha các bạn. Ngồi chờ xíu. Có gì đợi. Nếu mà các bạn không chờ được thì chắc là khúc này thì mình sẽ tạm thời skip, xong rồi đó mình tua được cái đoạn mà nó gần tem xong nha các bạn. A few moments later. Rồi, ok. Thì nãy giờ mình ngồi mình chờ tem con này là cũng gần xong rồi, chỉ cần một lần ăn nữa thôi là con này nó sẽ tem xong nha các bạn. Hồi nãy giờ mình ngồi mình chờ nó tem chắc cũng khá là lâu á. Bây giờ nó mới tem xong nè. Đợi một xíu đi. 80% rồi. Tem xong con này là mình về nhà tí, mình về nhà mình chế cái súng súng shotgun để mình qua bên núi lửa, qua nó đi kiếm cái hang coi. Đi kiếm hang của cái con rồng lửa tên là cái gì ta? Mastodon
Massage đúng không? Hình như là vậy. Từ để mình coi cái yên của nó coi. Level 95 mới có được cái yên của con đó rồi các bạn ơi. Mình chưa có đủ level, mình mới level 84 à. Chưa học được cái yên của con đó, giờ là muốn bắt thì chỉ có lấy trứng về nhẹ ấp thôi. Sắp được rồi, sắp được rồi. Nhanh lên bé ơi. Đói đi, đói đi, đói đi. Nó đói tới tầm 40 điểm thức ăn nữa là nó sẽ ăn một cục nữa là xong. 5 cục là đem lại con này. Mình cũng đang hào hứng quá, muốn qua bên kia để mà đi đi kiếm hang của mấy con rồng lửa coi, xem thử coi nó bắt mấy con đó khó hay không nữa. Con đó là phải lấy trứng về ấp đúng không, chứ mình không có thể mà mình bắn xỉu xong rồi mình cho nó ăn như mấy con này được. Con đó nó bắt giống như mấy cái con rồng kia, đi vô cái hang của nó xong rồi ăn ăn trộm trứng về nhà, bỏ vô mấy cái máy lạnh hay là cắm đuốc gì đấy, nó mới nở thành con được. Ấy, ok, xong rồi, cuối cùng cũng đã tem xong. Đây, có cái yên sẵn luôn đây. Ơi, đại sư, về thôi. Về nhà rồi, về nhà thôi. Giờ về nhà chế thêm khẩu shotgun nữa với làm mớ đạn. Qua đó chúng ta đi càn quét cái hang gồng lửa. Con agen này ở cái server này là có thể bay được nha. Server kia thì không bay được, cái server này bay được ấy. Hơi bị hay luôn. Đó. Ây da. Đấy. Mình hay bị lỗi này lắm các bạn à. Cái lỗi mà tay lên về nhà là bị dính kẹt trong cái foundation. Đấy. Cho nên muốn thoát ra là mình phải phải tay leo một cái giường khác rồi hả? Xong rồi quay lại lật nhặt túi đồ thôi mới được. Ôi, nó quấn cái giáp mình gần hư luôn nè, để sửa lại cái đã. Đồ ra đây sửa cái coi. Ấy, cái bàn này hay lắm, cái bàn này khi mà bỏ mấy cái món đồ của mình vô, mình bấm nút sửa cái một là tự động nó sửa hết cho mình luôn. Đỡ hen. Rồi bây giờ mình làm cái súng đúng không? Làm cái súng shotgun. Đây, cái hình như là khẩu này nè. Nhưng mà khẩu này mình chưa có nguyên liệu nha, mình chưa có polymer. Mình thiếu polymer. Mình chưa có cái polymer của cái polymer tự nhiên. Không biết chế được nhiều polymer không ta? 55 cục có đủ không trời? Để pull 100 cái đi. Không biết là nó gom đủ không nữa. Đúng không? À, được được được. Đủ, có đủ xem tin bay nha. Làm một khẩu shotgun này nhưng mà còn phải nâng cấp lên xịn nữa. Ây da. Polymer thì
polymer hình như là mình phải lên lên mặt trăng á, lên mặt trăng mình có mới có thể mà farm được. Làm khẩu sách gun này xong phải nâng cấp lên rồi hả, mệt vậy. Nâng cấp lên chắc tốn lắm. À được, à thôi, để tập sau rồi rồi mình đi đi farm cái kia đi đã, rồi đây con chim của mình đây, giờ bay qua bên đó chơi thử cho các bạn xem thôi, còn từ từ làm súng cũng được. Tại giờ mình cũng chưa có mấy nguyên liệu để mà nâng cấp lên súng xịn. Đây, qua núi lửa thôi. Let's go! Núi lửa là chỗ nào ta? Volcanic. Volcanic. Qua bên N luôn nha. Đấy. Con này chắc là nâng máu lên. Ok. Qua bên núi lửa chơi coi. Teleport activated. Qua đây sợ gặp mấy con kia á, đứng đứng yên người mấy con kia nó cắn mình thôi. À, chết chim là xong luôn. Chết chim là sắp mặt. Ôi. Ôi, chỗ nào đây? Ồ. Mình đang ở khu nào đây ta? Ây da. Ghê vậy. Ủa, cái này cái hang đó đúng không ta? Rồi để mình chỉnh gamma 3 đi cho nó sáng sáng chút xíu, trời sáng chút nữa. Tăng lên một tí stamina nữa. Giờ bay bay vòng mình đi kiếm kiếm cái hang của mấy con đó thử coi. Rộng vãi nha. Như đây metal đồ gì không nè. Bạn nghe tiếng của núi lửa nó hoạt động không? Ái chà. À đây đây đây, đây con rồng nè. Con rồng ở tập 1 mình thấy nè các bạn. Con gì tên gì ta? Mắt ma so. Con này level 290 luôn nha. Nhưng mà cái con này không có thể mà tem bằng cách bắn xỉu được, nó ghi là nó tem minh nè. Vậy là các bạn phải đi lấy trứng của nó ở ở trong hang rồi. Nhưng mà hang nó ở đâu ta? Mấy cái trứng đó mình không biết là nó có spawn ở ngoài đây hay không nữa, hay là nó có một cái khu riêng mà trứng của tụi nó ở đó ta. Bây giờ đi đâu mà kiếm trứng của tụi nó đây? Tí nữa mình thử mình solo với một con coi, không biết đánh lại con đó hay không nữa. Ê, chỗ này chỗ nào đi trời. À, nghỉ xíu đã, tí nữa mới không hết stamina lại chết bất đắc kỳ tử nữa, khổ lắm. Đợi xíu cho nó nghỉ mệt tí đi. Mình đang ở 15 gần 85 hả? Ok, đi tiếp nào. À, có con T-Rex nữa nè, T-Rex lửa luôn. Mấy cục lửa này không biết là có để farm được cái gì không ta? Đập không biết được cái gì không nữa. Có con Red level 90 nè.
Để tập sau mình, để tập sau rồi mình bắt đi. Tập này thì mình tập trung mình đi kiếm cái con rồng, mình đi kiếm cái hang của nó thử coi. Wow, chỗ này T-Rex nhiều lắm. Ôi, nhìn hấp dẫn quá ha. Đâu ra có con này trên đây vậy? Ôi, trên đây cũng có T-Rex nè, T-Rex 270 luôn. Ngon. Ôi, tôi bùa cao vãi, tôi bùa hai mươi mấy nghìn lần. Được nha. Được nha. Úp. Ở chỗ này cũng có bị sạt lở nữa nè. Ôi, mình tưởng là chỉ có khu tuyết mới có chứ, ai ngờ nó lửa cũng có luôn á. Chỗ này là dòng chảy của nước dung nham luôn. Chỗ này có nhiệm vụ nè, mà không biết nhiệm vụ gì ta. Không biết là sắp tới hang chưa nữa. Mình nghe nói rồng lửa nè, rồng lửa nè, rồng lửa chấm chín. Kiếm con nào level thấp thấp thôi để mình giết nó thử, không biết là con nó có cái gì không nữa. Con này 5k mấy hả? Để mình solo với nó thử nha. Lấy tên nó bắn nó đi. Con này mình nghĩ là bắn nó không, nó có xỉu á, nhưng mà xuống xuống nhau solo nè. Đứng đây nha con. Đứng đây, im đây. Cấm di chuyển nha. Di chuyển là tao chết á. Được 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 được, cái con mình bắn. Con mình bắn được tới gần cả nghìn đam lận. Cái con này thì lại chưa chưa có yên. Con này hoang dã cho nên là bắn mình bắn khá là mạnh. Ai, được á, được á. Con này giết được, con này không khó. Tại cái cung mình mạnh rồi, với mấy con này dễ. Mày chết nè, đấy, ngon lành. Trời ơi, cứ tưởng là con này khỏe dữ lắm, mày chết. Ây da, ây da, ây da, nhưng mà con Agen yếu quá. Mày dám giỡn với lại nỏ thần An Dương Vương hả? Nỏ thần bắn lần là mấy trăm đam nha bộ. Đừng có đùa. Đứng canh hả mày? Cái gì vậy? Hết hồn. Bắn cái đuôi. Á, bị gầy gắt lắc kìa. Mày. Á, đồ xanh. Chạy hả bưởi? Nào 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 nào, tính làm gì đấy? Giờ sao? Giờ chúng mày thích gì? Ô, chạy kìa, chạy kìa. Ôi, cắn anh xong mà chạy hả? Chạy hả bưởi? Chạy. Mày nghĩ mày có thể chạy được? No. You wrong, mày không thể chạy được với tao đâu. Con này không biết đập được cái gì ta. Con này được. Ôi thịt đùi bảy, ôi thịt đùi nhiều lắm, với lại xuân phua nữa. Cái cung, nếu mà lấy cái cung mình bắn từ xa thì vẫn có thể giết được nhó nha. Còn mình chưa thử mà kiểu solo. Lô mà dùng tay không ấy. Ồ, hang ơi, có cái hang gì nè, hang pha lê. Á chà, vô tình phát hiện luôn, hợp lý.
Ây da, có hang này các bạn ơi, có hang rồng nha. Ok, chắc là tập sau mình đi vô hang mình khám phá thử. Tập sau vô hang nha. Tập này mới phát hiện ra khu này rồi. Được. Cái gì đây? Ủa, cái này là gì vậy? Nhiệm vụ à? Thử coi. Ủa là sao? The extraction mission intent là sao? Nhiệm vụ gì vậy? À là nó đang chờ người nữa hả? Hay sao đây? Retrieval, then retreat. You got it? Follow cái dead boy gì đấy. Cái nhiệm vụ này là nó kêu mình follow theo cái chỉ dẫn đây để mà đi kiếm cái quả trứng của con kia. Ok, được được được. Nếu mà ui, trời 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 trời. Vãi nồi cho mày đông vậy. Shit. Ây da. Từ nha. Chỗ này dơi đùi nhiều lắm. Chỗ này dơi nhiều vãi tèo luôn. Rồi, mấy con dơi này khỏe vậy? Tha 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 bồ ơi. Con này mà cắn chúng là dính corona chết mất. Ghê vậy bồ, mấy con này khỏe vãi. Chết đi. Ôi, cái hang này có bộ khó nha, hang này mấy con level cao không à. Mà mình đi sợ không qua nổi nè. Rồi, một cam. Mày. Rồi, mấy con này trong hang là không thể tem nha các bạn. Con này không tem được. Ui, mấy con ở trong hang là mấy con khỏe vãi nồi luôn. Mình đánh nó có 100 đam mà, còn mấy con này khi mà ở ngoài á, mình có thể bắn lên được tới gần 1k đam lận. Mấy con này nó được cường hóa thêm giáp hay sao quá, trâu phải nồi luôn. Phải là đi đi cái hang này hình như là phải đi cả hai người mới đi nổi á. Đi một người sợ đi không qua. Mấy con thú này mạnh lắm. Ôi. Ai chà. Từ từ đi 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 từ từ đi. Chạy 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 chạy. Tập sau đâu mình đi. Tập sau mình về mình làm súng đã. Làm súng đó mình đi đi qua mình giết tụi này nha. Ê, ở đây có con level 30 nè, để mình ra mình quýnh solo tay đôi nó xem thử coi là mình chết hay nó chết. Ừ, đi giấu cái con này đã, sợ con này chết thì sắp mặt. Ở đây nha, để mình với con này đi solo một một coi. Bước vô con. Nào. À, cái con nó đang gồng lửa. Rồi, cái thương mình mạnh. Trời ơi. Mày hả mày mày còn non và xanh lắm con à. Chưa chưa đủ đô, con này chưa đủ đô. Mấy con ở trong hang kia mới sợ chứ con mấy con này ở ngoài đây không sợ đâu. Mấy con này yếu à. Được được, chơi được chơi được. À, cái gì đây? Ủa, không thu thập được cái này vậy? Hình như là do mình đang làm cái nhiệm vụ á, cho nên là nó không cho mình thu thập mấy cái này. Ơi, bay vô thử nha, mình bay vô thử xong mình bay ra nha. Không biết bay ra toàn mạng hay không nữa. Nhưng mà cứ thử đi. Chết con chim này thì mình bắt con khác. Chơi luôn các bạn. Sợ gì? Dăm ba mấy cái con này hả? Không phải lo. Đợi tí để mình hồi stamina đã xong mình đi nè. Chết thì bỏ, gì đâu mà lo đúng không? Đây, chơi là phải chơi tới, vô nè. Cắn rít nhện đồ gì nữa hả? Bước vô đây hết, chắc hết luôn. Đây, đi vô mấy cái checkpoint nè. Ui, con gì vậy? Phải cả nồi.
Cái gì vậy? Move closer checkpoint. Từ từ nha, tới cái chỗ checkpoint này mình quét cái khu này cái đã. À ok ok, đứng đây đợi nó scan nữa. Rồi ok, đi tiếp, đi tới điểm tiếp theo. Đi thám hiểm khu này các bạn ơi. Ở dưới đi rắn rít nhện nhiều lắm. Ây da. Oh man. Quét lẹ coi. Rồi tiếp. Ây da, má khu này quá nhiều lắm. Ôi, gì vậy? Cô lem. Oh shit. Ôi, mẹ corona, mẹ virus, dơi corona. Ây da, cái gì vậy? Wow. Hang này rộng lắm. Ở đây mà không có chim là chắc là không có tàn mạng mà đi ra ngoài mấy đứa này đâu. Trời ơi, các bạn thấy giờ nó dữ không? Ây da. Ây, đây. Có mấy con Scan đi bộ ơi. Ây da, chỗ này nó cháy. Ui. Cháy xôi. Ồ, trong này nhiều lắm. Ây, thôi xong rồi, sắp bạc rồi, thôi xong rồi. Ôi. Thôi xong rồi đại dương ơi. Cứu bé. Toan rồi, ông giáo ơi, thôi xong rồi, tạm biệt búp bê xinh xinh rồi. Thôi xong, biết ngay mà chết, anh coi anh ta biết rồi. Thôi xong rồi, đại dương ơi. Thôi xong. Thôi xong. Toan rồi, đại dương ơi, sắp mặt. Cháy. Chết rồi, bên khu này nguy hiểm quá. Ây da. Cứu mạng. Ôi, ráng chết boy này thôi mà khó thế. Thôi. Ây da. Ôi, vãi nồi thiệt, má khu này khó thế. Khoan rồi ông giáo ơi. Mất hết rồi. Cái này đi một mình không có được. Khu này phải đi 2-3 người rồi, phải có thú mạnh này kia mới chơi được mọi người ơi. H1A reporting for duty. Lấy lại đồ. Cũng hên là mình có cài cái bot mà bị mộ để mình lấy lại đồ chứ không thôi mà. Bây giờ mà đi xuống dưới đó lấy lại cái túi đồ thì sắp mặt. Hên á, mình đi cái thử cái đó cho biết thôi. Ha, ai ngờ toàn thú dữ không à. Phải tèo thiệt. Để làm cái súng sách trên nó bắn nó coi. Mình cứ tưởng là mình mạnh, ai ngờ là mình còn yếu lắm.
Chưa là gì với bọn đó đâu. Làm khẩu súng nè. Đồ mà hư hết trơn luôn. Đây, làm được khẩu súng mình nè. Đạn hả? Đạn làm cho cái bàn này đúng không? Rip. À, đạn shotgun đây. Shotgun nó cần symbol bullet. Symbol bullet đúng không? Symbol đây. Làm thôi. Ủa, hết cái gì vậy? Gun powder hả? Gun powder mình nhớ có mà ta. Ở đâu? Hình như là mình chưa có gun powder. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, mình chưa chế gun powder. Gun powder, gun powder. À đây 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 đây, thiếu gun powder. Mình chưa có gun powder. Để nâng cấp cái súng này lên đã. Cần cái gì à? Ây da, nhầm rồi. Mình chưa nâng cấp mà mình đã làm cái login này. Làm cái gì vậy? Trời ơi, ngu người rồi các bạn ơi. Đậu xanh. Chết tôi chưa? Phải cà tèo. Tự nhiên làm cái login này làm chi? Mình đã học được rồi mà. Ủa, nói dục cái gì đây vậy? Ủa? Súng đâu? Ủa súng mình đâu rồi? Ấy da. Ủa? Gì vậy? Trời ơi ngu người. Hình như mình đang chế mà mình lấy cái giấy ra thành ra là nó mất luôn. Toàn rồi. Hết hết xe Martin Bay rồi. À, bị kẹt cái bun này rồi. À đây. Xe Martin Bay. Hết xe Martin Bay rồi. Setup, setup. Sửa lại bộ giáp cái đã. Giáp hỏng hết trơn rồi. God. Metal in God đây. Làm cái súng nè. Ôi, mẹ. Ôi, lại làm login nữa, tí nữa thì ngu người. Hay là mình dừng kịp á, này nó nâng cấp nó cần gì vậy? Nó cần polymer với lại cementin bay. Ai da, cái này chế tốn lắm, phải đi farm thôi. Cementin bay hả? Cementin bay thì để tập sau mình đi lên, trên mặt trăng mình kiếm mấy cái polymer đồ gì hen. Với lại cementin bay từ từ đi. Ừ.
symbol. Làm đạn. Bây giờ mới có đạn thôi, còn súng xịn thì chưa có. Làm đỡ cái cây shotgun của cùi đi, với lại test thử đạn coi xem bắn ổn không. Hồi nó đi farm kiếm đồ nặng mạnh hơn rồi đi quất tụi nó. Chờ nó chế đi. Thử ra nóc quà viên coi xem cái súng này nó mạnh cỡ nào. Con này mới có 100% thôi, chưa mạnh lắm, nhưng mà chơi thử đi. Ấy. Ấy, các bạn thấy nạp đạn chưa? Nạp chất lừ. Được, mang giáp vô cái đã mà không chết. Ra thử với con nào yếu yếu coi. Ai ví dụ như con heo đi. Ra thọc con heo một cái coi xem khẩu sách gân này như thế nào. Ôi, được nha. 200 mấy thục một phát coi bao nhiêu đam đây. Mày, ấy da, không thêm đam ta. Mày, 64 đam. 64 đam là một viên mà nó tẻ ra thành nhiều cái nữa, vậy là một cũng cỡ nhiều á, cỡ gần gần 400 đam. Cái này là mới 100% đam của khẩu sách đơn này thôi, để hồi nâng cấp lên xịn đã. Thôi, chắc là tập này mình ngưng tại đây thôi nha các bạn, để có gì tập sau mình quay clip khác nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này, nếu mà các bạn thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bạn nào chưa đăng ký thì nhớ kéo xuống dưới bỏ ra vài giây đăng ký, dưới bấm vào cái nút chuông thông báo nhỏ nhỏ phía bên cạnh luôn, để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình. Vậy nha, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.